Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Xin chào tất cả các con, rất là vui khi lại được gặp chúng mình trong chương 3 của toán học lớp 5. Chương này thì chúng ta sẽ cùng cô đi tìm hiểu các bài toán cũng như là các dạng toán liên quan đến hình học. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng cô tìm hiểu về hình tam giác. Nào, bây giờ thì hãy quan sát lên trên bảng của cô. Ở đây, hình tam giác, trên màn hình cô có một tam giác A, B, C ở trên nào. Quan sát vào tam giác này thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Tam giác này sẽ có 3 cạnh. Đầu tiên là cạnh AB, tiếp theo là cạnh BC và cuối cùng là cạnh AC. Vậy tam giác này được tạo ra từ 3 cạnh AB, BC và AC, được chưa nào? Tiếp này, đây, các chữ cái ABC nằm ở các đỉnh của tam giác, cho nên chúng ta nói là tam giác này có 3 đỉnh, đỉnh A, đỉnh B và đỉnh C, được chưa nào? Khi đọc các đỉnh thì các con phải viết in hoa như thế này. Các cạnh cũng như thế, cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC, được chưa nào? Ngoài ra, tam giác ABC này còn có 3 góc. Nào, 3 góc. Đầu tiên nhá, góc tại đỉnh A. Đây, góc tại đỉnh A là góc được tạo bởi hai cạnh AB và cạnh AC, đúng không nào? Đó, thì đây là một góc. Rồi, tiếp theo là góc tại đỉnh B. Góc tại đỉnh B là góc nào? Đây, các con nhìn kỹ cho cô là góc này. Góc tại đỉnh B này được tạo bởi hai cạnh, đó là cạnh AB và cạnh BC, đúng không nào? Và cuối cùng là góc tại đỉnh C. Góc tại đỉnh C tạo bởi hai cạnh AC và cạnh BC, được chưa nào? Và chúng ta, các góc này chúng ta gọi tắt là gì? Góc A, góc B, góc C. Đó, vậy thì ở phần A này chúng ta đã phân tích được cho cô xem là một tam giác. Ví dụ tam giác ABC thì có những gì, đúng không nào? Có 3 cạnh này, có 3 đỉnh và có 3 góc, được chưa nào? Tiếp theo quan sát lên trên đây. Ở đây cô có 3 tam giác. 3 tam giác này khác nhau nhé, được chưa nào? Thế bây giờ con quan sát cho cô vào tam giác đầu tiên. Đây, tam giác này. Tam giác này thì chúng ta thấy là gì? 3 góc của tam giác đều là các góc bé hơn 90 độ. Có đúng không nào? Bé hơn 90 độ thì được gọi là góc nhọn. Các con đã được học rồi. Tức là tam giác này là hình tam giác có 3 góc nhọn. Đấy. Tiếp theo quan sát đến tam giác thứ hai thì chúng ta thấy có 2 góc bé hơn 90 độ và góc này lớn hơn 90 độ, có đúng không nào? Lớn hơn góc vuông. Đấy. Lớn hơn góc vuông thì sẽ gọi là góc tù. Vậy người ta nói là gì? Hình tam giác số 2 này là tam giác có 1 góc tù và 2 góc nhọn nhá, 2 góc nhọn. Thế còn tam giác cuối cùng thì sao? À, ở đây cô thấy có một ký hiệu góc vuông 90 độ, đúng không nào? Vậy tam giác này là tam giác có 1 góc vuông và 2 góc nhọn. Đối với tam giác như thế này người ta gọi đây là tam giác vuông nhá. Tam giác có 1 góc vuông thì chúng ta gọi là tam giác vuông. Tam giác như thế này gọi là tam giác có 3 góc nhọn. Tam giác như thế này gọi là tam giác có 1 góc tù và 2 góc nhọn. Các con đã hiểu chưa nào? Bây giờ sang đến phần B. Phần B thì chúng ta sẽ tìm hiểu về đáy và đường cao của tam giác. Nào, bây giờ quan sát lên trên hình này của cô này. Nào, đây là cô có một tam giác ABC, có đúng không nào? Và chúng ta thấy là gì? Cô đang gióng một đường vuông góc từ đỉnh A xuống cạnh BC và cắt BC tại H. Chúng ta thấy AH vuông góc với BC, có đúng không nào? Tại điểm H. Vậy ở trong hình tam giác này chúng ta nói là gì? Cạnh BC đây, được gọi là đáy của tam giác này. AH là đường cao tương ứng với đáy BC, đúng không nào? Vì chúng ta đang gióng gì? À, gióng một đường cao từ đỉnh A xuống cạnh BC, cho nên chúng ta gọi AH là đường cao tương ứng với cạnh đáy BC, thấy chưa nào? Và độ dài của đường cao AH thì người ta gọi là chiều cao của tam giác nhá, chiều cao của tam giác. Vậy thì theo các con, trong một tam giác chúng ta sẽ vẽ được mấy đường cao? Nào, vẽ được mấy đường cao? Ở đây cô đang vẽ đường cao từ đỉnh A xuống, đúng không nào? Bây giờ cô có thể vẽ đường cao từ đỉnh B xuống cạnh đáy AC, hoặc đường cao từ đỉnh C xuống cạnh đáy AB, đúng không nào? Vậy thì trong một tam giác chúng ta có thể vẽ được 3 đường cao, được chưa nào? Rồi bây giờ quan sát xuống 3 tam giác đường này cho cô. Đối với tam giác đầu tiên thì giống như tam giác trên này,
Chúng ta nói là AH sẽ là đường cao tương ứng với đáy BC, có đúng không? Thế còn sang bên này, đây lại là tam giác ABC, này là tam giác có một góc tù và hai góc nhọn, đúng không? Bây giờ cô muốn vẽ đường cao từ đỉnh A xuống cạnh đáy BC thì có phải cô phải gióng từ đỉnh A đây, gióng vuông góc xuống đúng không nào? Và cô kéo dài BC sang phía bên này thì đây mới là điểm H. Đó thì đường cao AH lại nằm ngoài tam giác, đúng không nào? Tuy nhiên thì ở đây người ta vẫn nói là AH là đường cao ứng với cạnh đáy BC, được chưa nào? Thế còn trường hợp này thì sao? Trường hợp này cô thấy là gì? Tam giác ABC này là tam giác vuông, vuông tại đỉnh B, đúng không nào? Thế bây giờ cô muốn tìm đường cao mà gióng từ đỉnh A xuống cạnh đáy BC thì sao? Đỉnh A của cô đây, cạnh đáy BC đây, mà cô thấy là nếu cô gióng vuông góc thì chính là cạnh AB, đúng không nào? AB nó đang vuông góc với BC rồi, người ta đã ký hiệu rồi. Vậy trong tam giác vuông này thì người ta kết luận AB sẽ là đường cao ứng với cạnh đáy BC nhá. AB ở đây đồng thời là đường cao luôn, được chưa nào? Đó thì đây là ba trường hợp để xác định đường cao đối với các tam giác có ba góc nhọn, tam giác có một góc tù, hai góc nhọn và tam giác vuông. Các con đã hiểu chưa nào? Thế thì qua phần kiến thức vừa rồi cô đã chỉ cho chúng ta phân tích xem là một tam giác có các cạnh, các góc như thế nào, các đỉnh như thế nào và xác định đường cao cùng với đáy của một tam giác. Bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng các kiến thức vừa rồi để thực hiện bài tập đầu tiên. Nào, bài tập số 1. Viết tên ba góc và ba cạnh của hình tam giác dưới đây. À, rất là dễ đúng không nào? Có ba tam giác. Vậy bây giờ cô và chúng mình sẽ cùng nhau phân tích tam giác đầu tiên. Nào, đối với tam giác ABC. ABC thì cô sẽ có ba góc là gì? Góc A, góc B, góc C, đúng không nào? Và ba cạnh này, cạnh AB, cạnh BC và cạnh AC. Nào, thì đối với tam giác số 1, tam giác ABC sẽ có này ba góc, đó là góc A, góc B và góc C, được chưa nào? Ba cạnh là cạnh AB, cạnh BC và cạnh AC. Đây là tam giác ABC. Tương tự đối với tam giác tiếp theo, các con đọc tên này. Tam giác DEG, đố nào? Tam giác DEG thì có gì nhỉ? Có ba góc là góc D, góc E và góc G. Đấy. Tương tự có ba cạnh DE, cạnh EG và cạnh DG. Được chưa nào? Đấy. Thế còn tam giác thứ ba thì sao? Tam giác MNK. Nào, tam giác MNK có ba góc là góc tại đỉnh M, góc tại đỉnh N, góc tại đỉnh K, đúng không nào? Và ba cạnh là gì? Cạnh MN, cạnh MK và cạnh NK. Đó thì các con sẽ trả lời tương tự giống như tam giác ABC cô vừa viết trên bảng và trong vở cho cô nhé. Đấy, thì ở bài tập số 1 này chúng ta đã biết cách xác định các góc, các cạnh của một tam giác bất kỳ. Các con nhớ cách viết nhỉ? Đấy, viết tên góc thì phải in hoa như thế này, viết tên cạnh thì phải là hai chữ cái in hoa đứng cạnh nhau nhá. Rồi, thế bây giờ thì cô và chúng mình sẽ cùng nhau bước sang bài tập số 2 nhé. Sau đây là bài tập số 2. Nào các con đồng thời quan sát cho cô vào bài 2 ở trong sách giáo khoa nhé. Bài này thì đề bài yêu cầu chúng ta là hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây. Trên này cô có tất cả là 3 hình tam giác. Tam giác đầu tiên, nào quan sát ở trong sách chúng ta có tam giác ABC. Và người ta đang vẽ một đường cao từ đỉnh đâu? Từ đỉnh gì nhỉ? Đỉnh C xuống cạnh AB và cắt AB tại H. Đó, các con nhìn kỹ cho cô nhé. Thế thì ở đây đối với tam giác đầu tiên, nào tam giác 1, tam giác này thì sẽ có là gì? Đáy là đáy AB và đường cao CH tương ứng với đáy AB, có đúng không? Chúng ta đang
Vẽ đường cao từ đỉnh C xuống cạnh AB thì bây giờ AB sẽ là cạnh đáy, còn CH ở đây sẽ là đường cao tương ứng với cạnh đáy AB. Vậy chúng ta trả lời là gì? Tam giác ABC có đường cao CH tương ứng với đáy A B. Đó, đấy là tam giác đầu tiên. Tam giác số 2. Quan sát vào trong sách cho cô này. Chúng mình có tam giác D E G. Đây là một tam giác có một góc tù và hai góc nhọn, đúng không nào? Và người ta đang kẻ một đường cao từ đỉnh D xuống cạnh EG và kéo dài ra thì cắt tại K, có đúng không nào? Có ký hiệu vuông góc. Đấy. Thế ở đây thì chúng ta đã thấy là gì? Đường cao bây giờ sẽ là đường cao DK nhá. Kẻ từ đỉnh nào xuống thì đường cao sẽ xuất phát từ đỉnh đó, được chưa? Đường cao DK tương ứng với cạnh đáy là cạnh còn lại tạo bởi hai đỉnh còn lại, đó là cạnh EG, đúng không nào? Cạnh đáy EG. Vậy tam giác số 2, tam giác DEG có đường cao DK tương ứng với đáy EG. Xong chưa nào? Thì đây là tam giác số 2. Thế bây giờ tam giác số 3. Tam giác MPQ. Nào, tam giác MPQ cô thấy người ta đang gióng một đường cao từ đỉnh M xuống cạnh BQ, cắt cạnh BQ tại N. Vậy chúng ta có MN sẽ là đường cao tương ứng với cạnh đáy PQ. Đấy chưa nào? Đây. Tam giác số 3. Tam giác MPQ sẽ có này. Đường cao MN tương ứng với đáy PQ. Đó, thì đây chính là bài tập số 2. Ở bài tập này chúng ta đã biết cách xác định đáy và đường cao tương ứng với đáy ở một tam giác bất kỳ, thấy chưa nào? Bây giờ thì cô và chúng ta sẽ cùng nhau bước sang bài toán cuối cùng nhé. Sau đây sẽ là bài tập số 3. Nào, quan sát lên trên bảng của cô. Đề bài yêu cầu chúng ta so sánh diện tích. À, đây thì chúng ta nhìn thấy là có một cái mảnh giấy to như thế này mà người ta chia ra, đúng không nào? Ta chia thành các ô vuông nhỏ này. Rồi từ đó thì sẽ có các đỉnh, thấy chưa? Thế thì bây giờ quan sát vào yêu cầu A, người ta hỏi là gì? Muốn so sánh diện tích của hình tam giác AED và hình tam giác EDH. Nào, tam giác AED đây, đúng không nào? Và tam giác EDH đây, các con thấy là thế nào đây? Là hai cái tam giác mà tạo thành như thế này, đúng không nào? Thế hai tam giác này có chung một cạnh là cạnh ED, đúng không nào? Ngoài ra thì cạnh AE của tam giác ADE sẽ bằng với cạnh gì? DH của tam giác EDH. Tiếp theo, cạnh AD của bên này cũng bằng với cạnh EH của bên này. Vậy quan sát vào đây, chúng ta thấy là gì? Trên cái mảnh giấy này thì hai cái tam giác này đang có diện tích bằng nhau, đúng không nào? Đó, thế thì ở câu A chúng ta trả lời là gì? Diện tích của tam giác AED sẽ bằng với diện tích của tam giác EDH nhá, câu A. À,
các con thấy ở đây cô viết một ký hiệu tam giác như thế này, thì đây là ký hiệu viết tắt của chữ tam giác, được chưa nào? Nó tam giác AED và tam giác EDH. Câu B này, hình tam giác EBC này, tương tự EBC và tam giác EHC. Nào, hai tam giác này cũng giống như hai tam giác bên kia là có chung cạnh EC này. Cạnh EB của tam giác trên này bằng cạnh HC của tam giác dưới này. Thế còn cạnh BC của tam giác này bằng cạnh EH của tam giác này. Vậy quan sát vào cái tờ giấy này, mảnh giấy này thì chúng ta thấy hai cái tam giác này cũng có diện tích bằng nhau, có đúng không nào? Diện tích tam giác EBC sẽ bằng với diện tích của tam giác EHC. Đây là câu B. Câu C là hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC. Nào, hình chữ nhật ABCD chính là cả cái mảnh giấy to này, đúng không nào? Tạo bởi bốn tam giác 1, 2, 3, 4. Thế còn hình tam giác EDC, đây là cái tam giác to này, thì các con thấy là được tạo bởi hai cái hình tam giác này, đúng không nào? Vậy theo các con thì hình chữ nhật so với diện tích của hình tam giác sẽ thế nào? À, sẽ gấp đôi, đúng không nào? Sẽ gấp đôi. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ trả lời là gì? Hình chữ nhật ABCD gấp đôi diện tích của tam giác EDC. Đó, thì đây chính là bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay. Vậy các con thấy là gì? Trong bài học này thì chúng ta đã được học về hình tam giác gồm có những gì, đúng không nào? Ba cạnh, ba góc, ba đỉnh và cách xác định đường cao tương ứng với cạnh đáy của một tam giác bất kỳ. Về nhà thì các con sẽ ôn lại toàn bộ phần kiến thức này và làm thêm cho cô một số các bài tập tương tự giống như các bài hôm nay chúng ta đã làm để củng cố lại phần kiến thức nhé. Hẹn gặp lại chúng mình trong những bài học lần sau. Xin chào. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.